King Series, chuỗi chương trình khắc họa hành trình của các đội tuyển để trở thành nhà vua của PUBG Mobile Việt Nam. Xuất sắc trên chiến trường, bình dị trong đời thường. Những góc cạnh ít người biết đến về các tuyển thủ chuyên nghiệp phía sau những trận đấu đỉnh cao sẽ được khắc họa chi tiết trong King Series, bên lề cuộc chiến. Mình là Tom, đến từ Vigaming. Mình là Butcher, đến từ Infinity IQ. Mình là Nam Xin, đến từ AFQ. Mình là Kumbin, mình đến từ BR Team. Bọn mình có 13 cái top 1, điều đó đã chứng minh cho các bạn thấy team mình là team mạnh nhất giải. Em thấy chức vô địch lần này dễ mà. Các team khác non quá. Bọn em vào bó cuối còn toàn đủ 4 người, sao không top 1 được ạ? Mình nghĩ là ở vòng Pro League top 1 hay top 16 không quan trọng. Quan trọng là vòng Final ai top 1. Về Vgaming có mỗi 6 cái top 1, chỉ bắn bằng nửa chính tụi mình thôi. Vgaming bắn không công hiến gì cả, chỉ chạy bò bắn nén là chính. Vgaming bắn ở vòng Pro League thì cũng kinh đấy. Nhưng mà vào vòng Việt Nam Final, mấy ông Tôm chua đuối lắm. Không chịu nổi nhiệt đâu. Em ở đó em biết mà. Trong top 10 thì mình thấy ấn tượng nhất là LQ, biệt danh vua lót đường. V đã thế lại còn có cái tên Nam Xin ở trong team nữa, biệt danh Nam Thần PUBG Mobile Việt Nam. Nhưng mà được mỗi cái đẹp trai, không biết chơi game. Suốt ngày ngồi trang điểm, trang điểm suốt ngày bị Vigaming kích xong cay. Nhìn Tôm cũng thấp bé nhẹ cân. Chắc là nó ghen tị với sắc đẹp của em thôi. Chứ có tí thành tích ở vòng Pro League à? Vào vòng Việt Nam Final biết mặt nhau ngay. Càng nhiều top 1 thì càng lợi thế. Cứ như Vgaming bắn ít top 1 mà bắn ngắn ngày thì không hợp lý cho mấy. Em thấy hai y như cái lò đào tạo trẻ ấy. Mùa trước thì có Ferrari, mùa này có Porsche. Nhưng mà mùa nào cũng chỉ có một thằng gánh thôi. Vào Final em xin cái đầu thằng Porsche phát là tiền liền. Bọn mình là lò đào tạo siêu sao. Mùa trước có Ferrari, mùa này có mình sẽ quẩy nát Việt Nam Final cho các bạn thấy. Lợi thế lớn nhất của team mình là sẽ không bị ai để ý đến và sẽ là thi đấu thoải mái nhất. Nói thật thì Vgaming bọn mình chẳng ngại giao tranh với ai. Chẳng qua là mỗi trận, mỗi vòng bo có một cách chơi khác nhau. Nếu mà các bạn đã muốn thì vào Final bọn mình bắn cho mà xem. Về cách bắn của AI tại Việt Nam Final thì nó rất phù hợp với bắn ngắn ngày và đạt càng nhiều top 1 thì càng lợi thế cho. Cứ như mấy ông Vgaming chỉ chạy bo với núp thì dễ toàng lắm. Mình giỏi nút và chạy, nhưng mà bây giờ mình có cái vé si rồi. Hay xem thế nào chứ chung kết nói thế là chết rồi. Vé si giờ á, nó ở xa lắm hay ạ. Mục tiêu của mình tại Việt Nam Final, mình sẽ đạt 6 cái top 1 trong 3 ngày bằng Vgaming bắn 3 tuần để giành tấm vé IDC Final và để gạt đầu thằng Tôm. Mình ghét Tôm và dị ứng với Tôm á. Nhiều người nghĩ bọn mình là những kẻ lót đường, nhưng không, bọn mình là những kẻ ngáng đường vĩ đại. Đối với các team ở dưới bảng xếp hạng, mình nhớ mỗi BR Team thôi. Tại vì họ cũng top 1 mà, nhưng mà top 1 từ dưới lên. BML mùa 1 không có vé đi xia, đã làm ảnh hưởng đến truyền thống của cả đội của mình. Mùa này, bọn mình nhất quyết sẽ lấy cả vốn lẫn lãi. Mà hình như lãi mùa này lên tới 300 triệu thì phải. Lại có tiền đi spa rồi. Vào vòng này thì tiền thưởng chắc là em chia cho 2.5, FFQ 100. Với lại các team khác thì tự chia thôi. Còn lại MC 300 nhá. Hãy nhấn like ngay fanpage PUBG Mobile Esports Việt Nam và chọn thông báo để có cơ hội nhận các phần quà miễn phí cũng như cập nhật những thông tin mới nhất về các giải đấu thể thao điện tử đỉnh cao.